Rồi chào bà con nha, hôm nay thì con bổ ơ 7 nè. Ơ 7 à, đẹp miếng nách không? Ốc mát trắng tươi rồi con ơi, chưa chạy nước sơn luôn nha. Ơ 7. KU72. Ồ cái dàn sới đẹp nè. Bà con về cái này là sới vô tư luôn, sới gãy sới ruộng là vô tư nha. Đó. Sới đỏ ao con. Ồ mái đẹp nè. Quá đẹp bà con ơi. Đẹp miếng nách luôn không? Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Kubota ơ 7 là 7 ngựa bà con. Rồi ốc lưỡi xanh dần nè. Chưa chạy nước sơn đâu con. Quá đẹp. Ở trong cái slash nè. Trắng từng con bồ lon luôn bà con. Đẹp cực kỳ không? Ơ 7 K7. 2. KU72. Đây KU72. Đặc biệt KU72 bà con về sới luôn nha. Đây sới thôi. Quá Kubota luôn. Ốc phát 7 màu luôn con. Ít xài. Nè, cứ căn cứ ở trong bô trắng nó xài con, ở trong trắng nó xài nè. Trong trắng nó còn 7 màu không? Ghê không? Còn con là có nhu cầu luôn nè, 0886356707. Ơ 7. Đẹp từng con bồ lon mà con ơi. Quá đẹp luôn. Trơn xanh dờn. Ờ, con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Quá đẹp. Quá đẹp rồi con ơi. Quá đẹp luôn. Đây là ơ 7 K7 nè. Là 2400 vòng trên phút, 7 ngựa. Dung tích xe lan là 401 cm khối. Ốc phá con này ít xài mà con xài được lâu không? Đẹp nha. Chưa chùi rửa nghe, rửa đẹp nè. Cứ con cứ bôi trắng ở trong ít xài con, cứ bôi trắng ít xài thôi. Cái dàn sới thì khỏi chê à. Kubota KU72 ơ 7. Đẹp không? Phát không? Mà bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Quá đẹp. Đèn rút còn nguyên vẹn nha, nhiều bạn sẽ thử là con coi nha. Rồi chào bà con nha. Quá đẹp rồi con.